cái viên đặt phụ khoa Blue Origin thì cái cách sử dụng như thế nào, cũng như là cái cách kiểm tra hàng thật hàng giả ra sao. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời các thắc mắc của các chị em về cái sản phẩm viên đặt phụ khoa Blue Origin mọi người nhé. Đây là cái sản phẩm có thể nói là viên đặt hàng của Italia, nhập khẩu từ Italia nhưng mà độc quyền tại Dova mọi người nhé. Đấy, thương hiệu Dova của chị Vân Anh thì chắc là nhiều chị em cũng đã biết rồi, từ viên uống Tố Ngọc Hoàng rất là nhiều người sử dụng luôn, đến viên đặt thạch Blue Regin này thì khách dùng rất là nhiều luôn đó mọi người nhé. Để mà tìm một cái sản phẩm mà nó có rất là nhiều chức năng, vừa sạch hồng hào xe khít vùng kín luôn, nước nôi đầy đủ, nói chung là nó dưỡng ẩm cái vùng kín cho chị em rất tốt, thì chị em đừng bỏ qua cái sản phẩm Blue Origin. Nó thật sự là để mà nói là so với nhiều loại ấy, thì mình thấy là giá thành thì so với nhiều loại thì nó có thể cao hơn, nhưng mà cái tác dụng của nó hiệu quả rất là cao. Đó, chị em thấy là nhiều khi là cái hạnh phúc hôn nhân là nó 90% quyết định từ cái chuyện chăn gối rồi, nên là các chị em thấy là cái chuyện chăn gối vợ chồng cực kỳ là quan trọng. Nó khuyên mọi người là nếu mà đang có vấn đề trong hôn nhân thì mọi người xem coi là cái vấn đề là nó nằm ở đâu, sau đó là mình giải quyết. Ví dụ như nhiều chị em là không có chiều chồng đấy, rồi là vùng kín nó bị hư khó chịu, rồi là nhiều chị em sau sinh rồi đến độ tuổi lão hóa đó, chị em nội tiết nó bị suy giảm, các chị em không có muốn gần gũi, cứ xa lánh thôi, cứ sợ thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khô đau rát đấy, bởi vì không còn ham muốn nữa. Mỗi lần quan hệ là cứ bị rát nên là rất là khó chịu, là không muốn gần gũi nữa, thì mọi người phải tìm cách đi mọi người nhá. Đó, để lâu dần là nhiều khi là người ta lại, các anh con trai là chán cơm thèm phở đấy mọi người ạ. Đó, đây là các chị em phải lưu ý nhá. Đó, cái sản phẩm viên đặt này á thì mọi người thấy là này, chỉ định của nó thì nó hỗ trợ điều trị các bệnh viêm này, teo của niêm mạc âm đạo như viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến. Đó, mọi người thấy là những bạn mà đang bị viêm nhiễm nấm ngứa đều có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Ngoài ra là mọi người thấy là còn hỗ trị khô âm đạo đó, trong thời kỳ hậu mãn kinh hay là mãn kinh đấy, sau sinh mọi người thấy là bị khô rất là nhiều luôn. Thì cái này đặt một viên vào buổi tối, mọi người đặt một viên thạch nôi đấy, lấy một viên đặt nói chung là mọi người tách mà hàm mép, trong này nó có hướng dẫn luôn. Đấy, lấy viên ra và đưa sâu vào âm đạo để như vậy là được thôi. Nếu mà để mà tìm một cái loại mà dưỡng hàng ngày, mọi người thấy là da mặt chúng ta phải dưỡng hàng ngày rất là nhiều bước đúng không? Tại sao mà phần quan trọng vùng kín của các chị em lại không dưỡng gì? Đó, có những chị em đến cả dung dịch vệ sinh cũng không dùng luôn, đúng là chịu luôn các chị em luôn ạ. Cái quan trọng nhất thì lại không bỏ qua. Đó, nên là nhiều khi là không hạnh phúc là như vậy đó chứ các chị em. Thì cái cách để kiểm tra cái hàng chuẩn của Dova ấy, hiện nay thì mọi người biết rồi, hàng gì nó cũng nhiều hàng nhái luôn. Đây là tem chống hàng giả là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là mọi người nhìn cho mình nhá. Đây là nó sẽ có tem độc quyền của Dova, trên này nó có tem điện tử luôn. Khách hàng mua về mọi người chỉ cần soạn cho mình theo cú pháp đó là KTM dấu cách Dova dấu cách mã số mà mình vừa cào cái mã này ra, gửi về tổng đài 8077. Thì nếu mà hàng chuẩn thì tổng đài nó sẽ gửi tin nhắn về cho mọi người luôn nhá. Đây là mọi người yên tâm. Đó, mọi người cứ tách ra xong đó là mọi người đặt vào sâu là được thôi mà. Đó, cái viên đặt phụ khoa thì nói chung là mọi người nhiều khi là chị em nào hầu như cũng bị viêm nhiễm thôi, nên là mọi người chịu khó dưỡng. Nó khô quá thì nó cũng bị viêm nhiễm thôi mọi người. Ai để nó khô thì bị viêm nhiễm ngay thôi, có gì đâu ạ. Đây, cái viên đặt thạch đây ạ. Đặt xong mà trung bình một lộ trình là mọi người chỉ cần dùng một hộp thế này thôi là hiệu quả luôn rồi mọi người nhá, hiệu quả rõ rệt luôn rồi. Đa số là dùng một lộ trình là khỏi thôi đấy, nhưng mà bạn nào nếu mà muốn dưỡng hàng ngày thì mọi người cứ đặt cái viên này cho mình đấy. Viên này nó đặt được lâu dài luôn đấy, đặt hàng ngày được luôn, bởi vì nó là dạng dưỡng mà. Đây mọi người chỉ lôi ra tách hai cái mép này ra, sau đó là mọi người đặt vô thôi mà, nó đơn giản vậy thôi nhá. Đấy, rất đơn giản thôi mà đấy. Hạn sử dụng thì trên này có luôn rồi đó mọi người nhé. Đấy, đết là tháng 10 năm 2026 cơ. Đó, dập vào trong này luôn rồi. Hàng của Italia nên là dùng rất là thích luôn đấy ạ. Còn thắc mắc thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số là Nguyễn Loan 0985328298 nhé. Ok, xin chào cả nhà. Trong này có hướng dẫn hết rồi đó. Mọi người đọc được tiếng Anh thì mọi người đọc, còn không thì mọi người có thể quét phần dịch trên Google là ra thôi nhé. Ok, xin chào cả nhà.